Chào mừng các bạn trở lại với channel Tự Học Nghề Lập Nghiệp. Cái tên cũng nói lên tất cả. Từ các bạn học nghề, từ các bạn lập nghiệp, tôi chỉ là người đứng ra để chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn, để giúp cho các bạn có được một hành trang trên con đường lập nghiệp của mình. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một và hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm Let Lead. Đầu tiên mở phần mềm lên. Giao diện của phần mềm là như thế này. Mở một dự án mới. Tôi giới thiệu xung quanh. Đây là các hiệu ứng. Đây là chạy thử hiệu ứng. Đây là những mục. Khi mình rê con chuột vào tất cả những nơi thì đây là thêm laser, đây là xóa laser và lên xuống những xe quan sát những laser. Đây là copy hiệu ứng và thêm hiệu ứng, xóa hiệu ứng và dồn hiệu ứng lại. Ở đây là thu nhỏ tầm nhìn. Cái này là cộng thêm dự án mới, mở dự án mới đó, mở dự án mới. Dự án cũ đang lại dở, mở ra, lưu dự án, lưu dự án thành dự án mới, thiết kế sơ đồ dây, mở sơ đồ dây, mở sơ đồ đi dây, nạp hai hiệu ứng, và xuất ba hiệu ứng. Riêng đặc biệt xuất ba hiệu ứng và nạp ba hiệu ứng, xuất ba hiệu ứng là xuất thao và thể nhớ hay là chạy chương trình online trên bò. Mình ví dụ một cái bò mình có thể đúc cái cáp vào và có thể chạy trình trực tiếp. Còn đây là lưu file lại và chép vào thẻ nhớ. Đó là chương trình chạy thử. Tua ngược, play, tua xuôi. Đây là nhạc kết hợp với nhạc. Đây là hướng dẫn. Tất cả các bạn thắc mắc, mọi điều thắc mắc, đây là những hướng dẫn. Đây là tất cả những hiệu ứng có sẵn trong máy. Trên mục này hiệu ứng là có rất là nhiều hướng để bạn chọn. Hiệu ứng nền, hiệu ứng viền, hiệu ứng động, hiệu ứng hào quang, quay hiệu ứng test, hiệu ứng thủ công. Và tạo tự tạo cho mình một hiệu ứng và quay lại màn hình. Quay màn hình đặc biệt, quay màn hình ở đây là tôi ví dụ, các bạn có một video clip. Các bạn đưa hình ảnh vào, rê vào hình ảnh clip đó thì những hiệu ứng của bạn sẽ trình chiếu giống như một clip đó. Hiệu ứng thủ công. Hiệu ứng thủ công có nghĩa là mình tự tạo ra cho mình một cái hiệu ứng bằng thủ công. Khi đã mình chọn ở đây, tôi ví dụ đây hiệu ứng nền. Ở đây có những nền cho bạn. Trước tiên mình phải làm gì trên phần mềm này đây? Ok, trước tiên mình phải đi vẽ sơ đồ dây hoặc là ép sơ đồ dây. Đây là mở sơ đồ dây. Mở sơ đồ dây này, chúng ta mở sơ đồ đã lưu từ bên thiết kế sơ đồ. Và chúng ta sẽ trở lại thiết kế sơ đồ. Giao diện thứ hai đó là giao diện thiết kế. Làm một công việc gì, một dự án gì, chúng ta cũng phải có một giao diện thiết kế. Nhìn xung quanh giao diện thiết kế tôi giới thiệu căn bản cho các bạn biết. Đây là dễ thủ công. Mở một sơ đồ, lưu một sơ đồ và lưu một sơ đồ mới, thêm file, có nghĩa là mình ép hiệu ứng file của cái đuôi của hiệu ứng, cái đuôi của file đó là DXF, đó là từ phần mềm Corel. Tôi ví dụ từ phần mềm Corel mình sẽ lưu file và từ file DXF đó, mình có thể lưu từ file DXF. Mình chọn cái đuôi để biết là AutoCAD. Rồi mình export nó ra. Và cuối cùng chúng ta chèn một cái file đó vào thì những hình ảnh ở trong đây sẽ hiển thị lên và chúng ta có thể vẽ. Đây là chèn một hình ảnh. Một hình ảnh nền. Tôi ví dụ mình chọn một hình ảnh nền ở trong đây. Ở đây không có hình ảnh nền nào, tôi bỏ qua một công đoạn này đi. Đây là công cụ vẽ. Vẽ ngang và bắt đầu từ bên trái, bên trên. Đây,
cái hình ảnh cũng đã báo được các bạn muốn nên vẽ như thế nào. Các bạn thấy một chấm đỏ này là đầu vào và đầu ra. Đây là dãy xích chắc. Đặc biệt sơ đồ vẽ như thế này là nó đã đi sơ đồ sẵn cho các bạn nhé. Các bạn thu nhỏ lớn bằng cách xe cái nấm trên con chuột, cứ xe là nó sẽ đi tới đi lùi thôi. Ok, chúng ta muốn xóa thì sao đây? Chúng ta một là chúng ta bấm vào đây, một là chúng ta bấm vào đây thì nó trở lại ban đầu để chúng ta sử dụng những công cụ khác. Tôi ví dụ bấm vào ban đầu, chúng ta quét một đường, chúng ta có thể bấm từ bàn phím, chúng ta có thể bấm chữ đeo là có thể xóa. Ok, bắt lưới căng để chúng ta vẽ rất là dễ. Còn nếu không thì người ta bỏ, bắt lưới là bắt từng điểm ảnh. Đây là những công cụ vẽ hào quang, các bạn có thể tự vẽ cho mình hào quang. Tôi ví dụ vẽ hào quang, vẽ hình vuông. Đặc biệt ở đây là chúng ta chịu lệ thuộc vào những sơ đồ đã vẽ sẵn, nhưng chúng ta có thể bố trí bằng cách thêm bóng đèn. Và chúng ta có thể đi dây. Ta thích đi dây chỗ nào thì tùy chọn, tùy theo sơ đồ và các dự án của các bạn. Các bạn có thắc mắc gì xin gọi điện thoại về số 0937576991. Tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho bạn trực tiếp 1-1 thì các bạn sẽ hiểu hơn. Ok, các bạn có thể đi dây búa lượt búa xùa, đi dây chỗ nào cũng được, miễn sao mà các bạn lấy sơ đồ này đi dây bên ngoài y như vị trí led và đường dây là ok. Đây là xuất file D, có nghĩa là chúng ta vẽ sơ đồ này rồi, chúng ta có thể xuất file ra DXF để bảo vệ và sau này chúng ta có thể sử dụng lại. Lấy sơ đồ cắm dây bóng, chúng ta có thể chèn sơ đồ cắm dây bóng vào đây. Thì những công đoạn này các bạn sẽ tự mình khám phá ra và tôi giới thiệu sơ sơ thôi. Ở đây là thêm một bóng đèn, ở đây là xóa một bóng đèn. Thì chức năng thêm và xóa bóng đèn các bạn từ từ mò ra nhé. Đây, tôi có thể xóa một bóng đèn và có thể thêm một bóng đèn ở bất kỳ vị trí nào. Tùy theo dự đồ sự dự án của các bạn đã đi sai dây thì các bạn có thể tự sửa chữa cho mình được. Ở đây là đi dây. Đi dây từ điểm này qua điểm kia. Có thể đi dây từ điểm này qua điểm này mà nó không bị chồng chéo dây nhau. Nó sẽ không chồng với bên chỗ này. Các bạn nắm rõ chưa? Có thể đổi đầu. Để tôi xóa bớt cái này. Đặc biệt cái phần mềm này khi các bạn quét thì các bạn bấm một phát rồi bấm các bạn buông ra. Rồi các bạn bấm ném đeo. Bấm đeo trên mình và để xóa. Tôi ví dụ cụ thể ở đây là đầu vào và đây là đầu ra. Chúng tôi có thể đảo ngược được bằng thanh công cụ này. Tôi có thể bấm vào đây và bấm ngược trở lại thì nó sẽ đổi là được đầu cho các bạn. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Và đây là xóa dây. Chúng ta có thể xóa dây trên này bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng có thể xóa dây được. Đó, các bạn thấy chưa? Và muốn nói dây lại thì các bạn cứ nói bình thường giống như là công cụ trên tôi đã hướng dẫn. Đây là nối dây, là nối dây một đường thẳng. Các bạn rê và cuộn chuột vào, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đặc biệt phần mềm này là cho các bạn thấy những thông tin bằng tiếng Việt. Các bạn có thể thấy
và có thể hiểu rõ hơn. Ví dụ tôi đây chụp vào đây là đường thẳng L. Tôi xóa dự án này. Tôi ví dụ tôi có một dự án là hình vuông, là một cái bảng hiệu. Thì cái hình vuông chúng ta nói từ dây đây, chúng ta có thể bấm vào đây là có thể nói được dây một đoạn, chúng ta tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Riêng đây, đây là cũng là nối dây để điểm tất cả các đầu led nói chuyện với nhau. Và nó cho ta một cái sơ đồ đấu dây thẳng trực tiếp trên đó. Với những sơ đồ đơn giản, bạn hãy sử dụng những công cụ này. Còn công cụ này là công cụ lật. Tôi ví dụ, tôi muốn lật xuống thì tôi sẽ quét bên, quét một vòng đây và tôi sẽ lật lên. Đó, tôi sẽ copy thêm một cái nữa và lật xuống, và có thể xóa cái này. Các bạn linh động và tư duy một chút xíu thì các bạn sẽ vẽ được cho mình một những sơ đồ tối ưu hóa nhất. Copy. Nếu bạn trở về, là đóng mở hiệu ứng là xong. Khi các bạn vẽ sơ đồ, các bạn nên chú ý ở bên đây có hiện các cái dòng loại led. Ở đây trên phần mềm này chúng ta có thể sử dụng 2-3 loại led và rất nhiều loại led nếu có tên trong phần mềm này. Nha, các bạn có thể chọn cho mình những loại led thích hợp. Đây là 1903, tôi ví dụ. Ok, để trở lại chương trình, tôi sẽ xin hướng dẫn cho các bạn làm chèn một cái file để viết vào. Tôi ví dụ, tôi chèn một cái file cây thông. Trong đây có một màn hình thông báo tìm thấy là có 888 vòng elip. Ok, nó sẽ hiển thị như thế này, đừng lo lắng. Các bạn dùng một cái nấm ở trên con chuột, chúng ta các bạn share. Dạ. Thì những cái điểm ảnh mà ở trên màn hình nó sẽ lớn ra, nhưng mà cái điểm ảnh mà mình đang cầm ở đây thì nó sẽ nhỏ. Đừng lo lắng. Các bạn thu vô gần một tí xíu và cái giữ. Các bạn giữ nút Ctrl. Lập tức màn hình mình sẽ có. Ok. Có được sơ đồ như thế này thì các bạn sẽ đi dây. Bằng những phương pháp hướng dẫn cụ thể hồi nãy, tôi sẽ giúp cho các bạn đi dây một cách nhanh chóng. Các bạn có thể đi dây theo chữ L bằng chấm một điểm. Các bạn có thể đi ngang. Tùy ý các bạn. Nhưng mà tốt nhất là các bạn đi sơ đồ như thế này thì ở ngoài các bạn sơ đồ y như thế. Thì có thể thì dự án của các bạn sẽ chạy tốt và đúng theo nhu cầu của khách hàng được. Các bạn có thể bấm Ctrl Z để quay lại từ đầu. Ok, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái dự án. Rồi, tôi xóa những cái ảnh như thế này đây. Chèn một dự án. Tôi ví dụ đây là dự án cây thông. Và nói về cho dự án. Đối với những dự án đơn giản như thế này thì các bạn rất là dễ dàng nối dây.
Vâng. À, xem như tôi đã đấu hết đi ha, để mà để mất thời gian của các bạn và đấu lên người sau. Rồi, xong. Xem như tôi đã đấu như thế này, các bạn cứ tư duy một chút xíu nhé. Là coi như là xong rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ lưu lại dự án. Ok, và bấm nút nút save. Ở đây tôi đã lưu sẵn rồi và thoát phần mềm ra khỏi vị trí ban đầu. Từ giao diện ban đầu chúng ta sẽ nhập mở một dự án. Ở đây chúng ta đã có dự án đã lưu vừa rồi và chúng ta mở ra. Đây, các bạn thấy không? Đây là dự án chúng ta đã có sẵn. Bây giờ sẽ mở dự án khác đi. Đây chúng ta sẽ xóa đi, xóa lại dự án cũ đi. Ok, chúng ta đã có những dự án như thế này. Thì chúng ta bấm vào hình nền. Tôi sẽ đúp chuột hai cái. Thế thì những cái hiệu ứng của chúng ta đã trình chiếu trên trên cái dự án của chúng ta. Đây là những chương trình có sẵn. Nếu các bạn muốn chèn hiệu ứng thì các bạn hãy bấm vào đây. Tôi lấy ví dụ hiệu ứng nền. Hay ứng tự tạo bằng thủ công. Chúng ta có thể quét hai ngôi sao. Phủ màu cho nó. Ở tại đây nó sẽ ra một cái dự án. Một dự án mới. Đó là chúng ta tự tạo hiệu ứng theo theo nhu cầu của khách hàng và theo cái nhu cầu của chúng ta. Ở dưới đây thông tin chúng ta sẽ có thể đọc là tự tạo dự án cho dự tự tạo trạng thái cho dự án. Ở đây là hướng dẫn cho mình để sử dụng, nhấp và thả con chuột, giữ phím shift để chọn. Tôi ví dụ và giữ thêm ship thì bỏ cái dự án để chọn nhấp vào để chọn xóa các hạt các lẽ. Ở đây là trạng thái ban đầu thứ nhất có mình có 888 con led. Trạng thái thứ hai có thể mình tắt dần dần. Chúng ta có thể chạy thử. À, sorry các bạn. Ở trạng thái nhất 888 con led. Bây giờ chúng ta muốn ở trạng thái thứ hai. Chúng ta gì chạy thử mà mới làm được. Chúng ta có thể tăng. Và chúng ta bấm chữ A để tạo cái trạng thái mới. 700 mấy. Ok, đây là có những trạng thái chúng ta đã chọn. Thì nó sẽ trình chiếu và chớp tắt theo cái kiểu của chúng ta lập trình. Ở đây tôi sẽ không có hướng dẫn cho các bạn phải làm sao cho đẹp, mà tất các bạn phải tư duy và làm sáng chế, nghĩ ra những cái thủ công
để mình biết làm sao cho cái dự án mình nó đẹp. Còn nếu các bạn có cần thiết gì phát triển dự án thêm đẹp thì các bạn hãy liên hệ đường hotline 093 7576 991. Ok, chúng ta thoát dự án ra. Rồi, thoát quá mắc luôn rồi. Nhưng không sao, dự án Full thì dự án cái phần mềm này nó sẽ lưu lại cho các bạn, nó không thể mất đi. Đây, chúng ta sẽ trình chiếu những cái hồi nãy mà chúng ta đã làm. Tôi thích màu xanh. Ok, các bạn tháo dự án ra. Xong, các bạn thấy chưa? Ở đây nó chạy là dự án mới vừa tạo đó. Các bạn thấy chạy không? Từ đó các bạn suy ra nhiều thứ để làm cho những cái hình ảnh nó đẹp hơn và cái dự án mình tốt hơn và đúng nhu cầu của khách hàng. Ở đây thì tôi không chia sẻ cho những cách mà làm sao để cho nó đẹp nha. Thì tôi chia sẻ cho những cách là các bạn phải biết sử dụng phần mềm này. Một phần mềm của Wallet, đó là phần mềm Wallet Fullity. Vâng, tự học nghề lập nghiệp là chỉ tới đây thôi, cho các bạn tự tự mà học. Xong lên nữa, đây là tốc độ chớp. Các bạn sẽ kiểm soát được tốc độ ở đây. Ở đây là nền, chúng ta có phủ màu nền này không? Ví dụ ở đây là tất cả các màu xanh và màu đỏ chạy xuống, đó là màu nền đối xứng. Thì các bạn sẽ tự tự mình khám phá những thứ này, góc xây, cái độ đó, đủ thứ hết. Ok, xin chào và hẹn lại các bạn. Hẹn các bạn lần sau, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình phần mềm LED Edit và LED AC và một số LED LED Build và sử dụng nhiều cái phần mềm khác. Đây, LED Control. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau.